Siêu máy tính dự đoán MU và Chelsea nằm ngoài top 4 ngoại hạng Anh. Siêu máy tính của 538 dự đoán Man City sẽ vô địch ngoại hạng Anh mùa này, trong khi đó MU và Chelsea nằm ngoài top 4. Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đang diễn ra hấp dẫn. Arsenal hiện đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 7 trận. Man City và Tottenham xếp sau với 1 điểm ít hơn. MU hiện đang xếp thứ 5, trong khi đó Chelsea và Liverpool xếp thứ 7 và thứ 8. Erling Haaland đang là ngôi sao sáng giá nhất giai đoạn đầu mùa giải. Tân binh của Man City có 11 bàn chỉ sau 7 trận. Anh đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vua phá lưới. Với ngôi sao người Na Uy trong đội hình, Man City cũng được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Arsenal, Tottenham, MU và Chelsea và Liverpool sẽ cạnh tranh 3 vị trí còn lại trong top 4. Siêu máy tính của 538 dự đoán Man City sẽ vô địch ngoại hạng Anh mùa này, trong khi đó MU và Chelsea nằm ngoài top 4. Cụ thể, theo siêu máy tính trên thì cơ hội để The Citizen đoạt chiếc cúp ngoại hạng Anh lên đến 66%. Đội chủ sân Etihad được dự đoán sẽ về đích với số điểm là 87. Hơn đội xếp thứ 2 là Liverpool 12 điểm. Arsenal được dự đoán sẽ cán đích ở vị trí thứ 3. Cơ hội vô địch của họ chỉ là 8% dù đang dẫn đầu. Cái tên cuối cùng trong top 4 sẽ là Tottenham với 64 điểm. Nhiều ông lớn khác của London là Chelsea 5 điểm. Khả năng xuống hạng của Nottingham Forest lên tới 68%. Dù họ đã đưa về tới hơn 20 bản hợp đồng ở hè 2022. Hai cái tên còn lại được siêu máy tính của 538 dự đoán sẽ là phải chơi ở Championship mùa sau là Bournemouth và Leicester City. Bournemouth cũng là tân binh trong khi Leicester City đang chơi cực tệ ở mùa giải năm nay với chỉ 1 điểm sau 7 trận. Siêu máy tính dự Maguire đá chính ở World Cup 2022. Bất chấp phong độ sa sút và mất vị trí mai tước, Harry Maguire vẫn nằm trong đội hình chính của Gareth Southgate tại World Cup 2022 theo dự đoán của siêu máy tính. Trong những giải đấu lớn gần đây, Harry Maguire luôn là trụ cột ở hàng thủ đội tuyển Anh. Tuy nhiên, không ít người cho rằng trung vệ của Manchester sẽ mất vị trí đá chính tại World Cup 2022 vì phong độ sa sút mùa này. Tại Old Trafford, Maguire lúc này chỉ dự bị cho Lisandro Martinez và Rafa Varane. Dù vậy, theo dự đoán của siêu máy tính, Maguire vẫn nằm trong nhóm cầu thủ được huấn viên Gareth Southgate ưu ái nhất. Dựa trên dữ liệu và dự toán, Betfair tin rằng sơ đồ chiến thuật của Southgate về cơ bản sẽ không thay đổi so với hai giải đấu lớn gần nhất là World Cup 2018 và Euro 2020. Ông sẽ tiếp tục sử dụng 5-2-3 tại giải đấu ở Qatar. Với sơ đồ trên, Maguire, John Stones và Kyle Walker sẽ án ngữ trước khung thành của Jordan Pickford. Cặp hậu vệ cánh được Southgate tin tưởng là Ben Chilwell và Reece James, những cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công rất tốt. Siêu máy tính dự Declan Rice và Mason Mount sẽ là cặp tiền vệ trung tâm của Tam Sư. Lý do là bởi Calvin Phillips không có nhiều cơ hội ra sân từ đầu. Hơn nữa, tân binh của Man City phải phẫu thuật để chữa trị dứt điểm chấn thương vai nên không tham dự loạt trận Nations League vào cuối tháng này. Ở tuyến trên, bộ ba tấn công của đội tuyển Anh sẽ là Raheem Sterling, Harry Kane và Phil Foden. Cả ba ngôi sao trên đều đang thể phong độ khá ấn tượng từ đầu mùa. Đặc biệt là Kane, chân sút chủ lực của Tottenham đã ghi 6 bàn sau 7 lần ra sân ở Tottenham. Theo lịch, đội tuyển Anh sẽ gặp Iran trong trận ra quân World Cup 2022 vào ngày 21 tháng 11. Sau đó, đội bóng xứ sở sương mù lần lượt chạm trán Mỹ và xứ Wales. Mauricio Pochettino trở lại Premier League dẫn dắt Leicester. Mặc dù chưa chính thức sa thải Brendan Rodgers, nhưng Leicester được cho là đang liên hệ với huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Leicester đang gây thất vọng rất lớn ở ngoại hạng Anh mùa này. Sau 7 trận đấu, họ đã không có một chiến thắng nào. Thành tích của bầy cáo là 1 trận hòa và 6 trận thua. Với chỉ 1 điểm có được, họ đang xếp vẹt bảng. Họ nhận tới 22 bàn thua và thành tích tệ nhất giải đấu. Áp lực rất lớn đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Brendan Rodgers. Khả năng ông bị sa thải là hoàn toàn có thể. Ban lãnh đạo Leicester đã cho cựu huấn luyện viên Liverpool thời gian, nhưng ông không thể giúp đội bóng thi đấu tốt dần lên. Sau trận thua 2-6 trước Tottenham, Brendan Rodgers thừa nhận về khả năng bị sa thải. Ông tuyên bố tôn trọng mọi quyết định của ban lãnh đạo Leicester, mặc dù chưa chính thức sa thải Brendan Rodgers, nhưng Leicester được cho là đang liên hệ với huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Sau khi rời PSG, Pochettino vẫn chưa nhận được công việc mới dù có nhiều đề nghị gửi đến. Ban lãnh đạo Leicester xem Pochettino là giải pháp cứu rỗi đội bóng. Họ chấp nhận đáp ứng ông mức lương 10 triệu bảng một mùa. Cùng với Leicester, chiến lược gia người Argentina còn nhận được những cuộc gọi từ Sevilla và Nice. Trong trường hợp không có được chữ ký của Pochettino, bày cáo sẽ chuyển hướng sang huấn luyện viên Thomas Frank của Brentford. Tuy nhiên, thương vụ này khó khăn hơn khi Brentford không muốn nhả ông thầy 48 tuổi. Ngoài ra, Thomas Frank cũng không muốn rời đi ở thời điểm hiện tại. Ronaldo gặp sự cố trên truyền hình Bồ Đào Nha. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester tức giữ vẻ lạnh lùng khi đồng nghiệp nói về chuyện giải nghệ để nhường cơ hội cho thế hệ trẻ. Trong buổi gala trao giải cho các cá nhân có cống hiến vào bóng đá Bồ Đào Nha, cựu cầu thủ Futsal Ricardinho cho biết: "Tôi giải nghệ ở tuyển quốc gia để thế hệ cầu thủ trẻ có cơ hội chứng tỏ bản thân và tiếp nối thành công. Tôi chắc chắn rằng đây là quyết định đúng đắn.
Trong khi Ricardinho phát biểu, máy quay bất ngờ hướng về Cristiano Ronaldo, siêu sao sinh năm 1985, chăm chú lắng nghe cùng gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Mạng xã hội sau đó xuất hiện nhiều bình luận về khoảnh khắc này. Truyền hình Bồ Đào Nha đang muốn Ronaldo giải nghệ sao? Một cổ động viên cho biết, Ricardinho cũng sinh năm 1985 nhưng giải nghệ sau một mùa giải vật lộn với chấn thương và gần như không ra sân. Trong khi đó, Ronaldo vẫn là cầu thủ ghi bàn số 1 của một câu lạc bộ nằm trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu. Có lẽ Ricardinho chẳng biết gì về bóng đá. Tài khoản Buda mỉa mai. Rạng sáng 21 tháng 9 giờ Hà Nội, Cristiano Ronaldo được vinh danh tại gala Queen's the Euro của Bồ Đào Nha với tư cách cầu thủ ghi bàn tốt nhất mọi thời đại cấp độ đội tuyển quốc gia với 117 bàn. Đứng trên bục nhận giải, CR7 phát biểu: "Thật khó để tưởng tượng khi trở thành cầu thủ ghi bàn tốt nhất ở cấp độ đội tuyển. Đây là hành trình dài nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng nó vẫn chưa kết thúc." Cựu sao Juventus khẳng định bản thân vẫn giữ nguyên động lực và tham vọng chinh phục đỉnh cao trong nhiều năm tới. Anh ca ngợi tuyển Bồ Đào Nha, hiện sở hữu nhiều ngôi sao trẻ triển vọng. "Tôi muốn có mặt ở World Cup 2022 và cả Euro 2024, Ronaldo nhấn mạnh. Trước mắt CR7 cùng đồng đội là hai trận UEFA Nations League gặp Cộng hòa Séc ngày 25 tháng 9 và Tây Ban Nha 28 tháng 9. Bồ Đào Nha còn nguyên cơ hội giành ngôi nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé vào chơi vòng tranh trước vô địch. De Jong khẳng định chưa bao giờ muốn đến MU. Frankie De Jong lên tiếng về những tin đồn chuyển nhượng liên quan tới Manchester United hay Chelsea trong phiên chợ hè 2022. "Sự quan tâm từ Chelsea và Manchester tức cho tôi đã quyết định từ tháng 5, tôi muốn ở lại Barcelona", ngôi sao người Hà Lan nói trong buổi họp báo cùng đội tuyển quốc gia. "Tôi chưa bao giờ thay đổi quyết định nó trong suốt mùa hè." De Jong cũng thừa nhận giữa anh và ba lãnh đạo Barca có mâu thuẫn về nhiều vấn đề, tuy nhiên đến cuối cùng mọi thứ vẫn ổn thỏa. "Câu lạc bộ Barcelona có quan điểm của họ và tôi có suy nghĩ của riêng mình. Thi thoảng các bên có xung đột với nhau, nhưng mọi thứ cuối cùng đều ổn cả." Tương lai của De Jong là chủ đề nóng với bóng đá châu trong cả mùa hè 2022. Chelsea và MU đều theo đuổi cầu thủ này, song cựu tiền vệ Ajax quyết tâm bám trụ tại Barca. Dù có thời điểm, câu lạc bộ xứ Catania đã đồng ý mức phí chuyển nhượng với hai đội bóng ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Camp Nou muốn ép De Jong rời câu lạc bộ, nếu không anh sẽ phải ngồi trên băng ghế dự bị. Đến thời điểm này của mùa giải, cầu thủ 25 tuổi khẳng định anh không hề hối hận về quyết định ở lại Barca. "Người ta nói quyết định của tôi không sáng suốt, họ cho rằng tôi đang bị đối xử như một món đồ chơi. Rõ ràng nhiều thứ xảy ra, nhưng tôi đã có quyết tâm rõ ràng ngay từ thời điểm ban đầu." De Jong cũng cho biết anh sẵn sàng để lấy lại vị trí chính thức ở hàng tiền vệ Barca. "Tôi đã chơi 8 trận mùa này cho Barca, trong đó đá chính 4 trận. Trong trận đấu quan trọng với Bayern Munich, tôi vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng rõ ràng tôi muốn chơi từ đầu. Tôi phải lấy lại suất đá chính." Bão chấn thương càn quét tuyển Pháp. Nhiều trụ cột của đội tuyển Pháp không có mặt trong đợt tập trung mới nhất vì chấn thương. 13 tuyển thủ Pháp vắng mặt ở hai trận đấu tại Nations League 2022 sắp tới gặp Áo ngày 23 tháng 9 và Đan Mạch 26 tháng 9. Nhóm này bao gồm Karim Benzema, Pogba, N'Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Ibrahima Konaté, Arjen Robben, Boubacar Camara, Theo Hernandez, Lucas Digne và Anthony Martial. Cơn bão chấn thương càn quét tuyển Pháp khiến huấn luyện viên Didier Deschamps phải gọi nhiều gương mặt trẻ trong đợt tập trung mới nhất. Đây cũng là cơ hội để chiến lược gia người Pháp rà soát lực lượng và thử nghiệm nhiều nhân tố mới trước khi World Cup 2022 khởi tranh vào tháng 11. Nhiều cầu thủ chấn thương là trụ cột giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Nhóm này bao gồm Pogba, Kanté, Lucas Hernandez hay Hugo Lloris. Đây cũng là nhóm cầu thủ chủ chốt tại các câu lạc bộ chủ quản ở mùa giải 2022-2023. Pogba vừa hoàn tất ca phẫu thuật đầu gối hồi đầu tháng 9 và dự kiến mất khoảng 6 tuần để điều trị. Tiền vệ của Juve chưa chắc đạt phong độ tốt nhất trước thềm World Cup 2022. Trong khi đó, Kanté dính chấn thương hồi giữa tháng 8 ở Chelsea và chưa thể trở lại tập luyện. Còn bộ đôi Lucas Hernandez và Norris gặp vấn đề ngay trước đợt tập trung của đội tuyển Pháp. Với Benzema, tiền đạo của Real chỉ vừa trở lại thi đấu cho tuyển Pháp ở kỳ Euro 2020. Benzema để lại dấu ấn đậm nét khi kết hợp tốt cùng với Mbappe và Griezmann trên hàng công. Tiền đạo của Real dính chấn thương trong trận đấu với Celtic hôm ngày 7 tháng 9. Theo ông ta, trong danh sách triệu tập 22 cầu thủ mới đây của huấn luyện viên Deschamps, có 7 cầu thủ chỉ vừa ra mắt đội tuyển quốc gia sau World Cup 2018. Nhóm này có Aurélien Tchouaméni, Wesley Fofana, Kolo Muani, William Saliba, Benoît Matsadidé, Eduardo Canaviga và Arjen Robben. Phong độ tuyển Pháp cũng là dấu hỏi lớn, 4 trận đấu gần nhất, Les Bleus chưa có được thắng lợi nào. Trận gần nhất gặp Croatia tại Nations League 2022, thay cho huấn luyện viên Deschamps để thua 0-1. Dù vậy, huấn luyện viên Deschamps vẫn còn cái tên chất lượng để chuẩn bị cho hai trận gặp Áo và Đan Mạch. Những Mbappe, Griezmann, Oliver Giroud, Raphaël Varane hay Jude Koundé sẽ lãnh trách nhiệm giúp tuyển Pháp thu về kết quả tốt nhất.